Chào tất cả anh em, mình lại tiếp tục lên một mặt hàng mới, đó là cái mẫu đầu bán ốc của hãng SK11 số 21. Thằng này nó chỉ về được số 21 thôi, một cái mẫu tiếp dài rồi chuyên dụng đó anh em bán những ốc sâu. Thì cái hàng của SK11 này là còn mới tanh, chưa sử dụng nha anh em. Sử dụng là cái đầu bột phần 2. À, anh em sử dụng máy bô lông 1/2 hoặc là tiếp 1/2 là sử dụng được cái đầu SK11 21 này. Đó, tình trạng là còn mới zin. Tổng chiều dài của một cái đầu tiếp như vậy là nó dài 11 xăng, gần 12 11 xăng rưỡi. Khá là dài. Rất thích hợp cho những anh em bắn những góc sâu hẹp. À, cần cái độ sâu để mà ta đút vô ngàm mà ta bắn á. Thì con ốc này nó rất là tiện lợi cho anh em vì cái độ dài của nó khá dài. Thì bên Nhật hình như họ là sử dụng ốc 21 khá nhiều cho nên là họ sản xuất cái con số 21 này nó nhiều. Thì cái hãng SK11 là anh em đã biết rồi, cái hãng này là hãng chuẩn của Nhật làm. Đó, đây là cái vỏ của nó nè. Thì mình về được một ít cái đầu tiếp bắn 21 của hãng SK11 này, sử dụng chân 1/2. Thì mình bán với giá là 120.000 cộng với tiền vận chuyển, có nghĩa là phí ship anh em chịu đó. Thì anh em nào có nhu cầu sử dụng cái tiếp này thì liên hệ bên phía mình. Bên mình có ship có toàn quốc, anh em nhận hàng kiểm tra rồi mới thanh toán. Số lượng thì mình về được cũng được vài chục đầu. À, anh em mua thì liên hệ bên phía mình. Rồi, mình xin kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn anh em. Đó, mình tổng quan cho anh em xem lại một lần nữa ha. Hàng mới zin, chưa sử dụng nha anh em. Hàng này xài trâu bò lắm đó, không có dễ gì mà hư hỏng nó được đâu. Rồi, mình xin kết thúc video tại đây.